Vì sao người xưa dạy, giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài, nhiều người vẫn cứ làm ngược. Kính chào quý vị khán giả. Trải qua hàng ngàn năm, người xưa đã đúc kết ra rất nhiều bài học thông qua quá trình sinh sống và chiêm nghiệm. Cho tới tận giờ đây, những lời dạy này vẫn đúng và có thể áp dụng vào đời sống. Người xưa có câu an cư lạc nghiệp. Câu nói cho thấy rằng từ thời xa xưa, chỗ ở, nhà cửa được mọi người luôn coi là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Hiện nay cũng vậy, nhiều người đang cố gắng phấn đấu để có được một ngôi nhà cho riêng mình. Họ nghĩ rằng nhà càng lớn sẽ càng sống tốt và thoải mái hơn, vì đó là tài sản họ làm ra, họ có quyền hưởng thụ. Nhưng trái lại, cổ nhân dạy rằng giàu không ở nhà to, nghèo khó không đi đường dài. Thâm ý của cổ nhân là gì? Giàu không ở nhà to. Nhà to trong câu này thực chất không phải một ngôi nhà to lớn mà chỉ phòng ngủ lớn. Dù là ở cổ đại hay hiện đại, con người khi kiếm được tiền để muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, muốn ở trong một ngôi nhà thật khang trang, thoải mái. Nhưng dù nhà lớn đến đâu thì phòng ngủ cũng không được lớn, vì nó làm cho xương khí không thể tản ra ngoài. Theo người xưa, phòng ngủ quá trống trải thì xương khí sẽ không tương xứng với âm khí, sẽ làm mất đi cân bằng âm dương và dễ sinh ra bệnh tật. Chưa hết, phòng ngủ quá lớn thì việc dọn dẹp cũng là một vấn đề. Đây là chốn nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ mệt mỏi bên ngoài. Dưới góc độ khoa học, nếu phòng ngủ không được dọn dẹp thường xuyên, sẽ tích tụ bụi bẩn khó vệ sinh phòng. Để cho bụi bẩn quá lâu sẽ sinh sôi vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, phòng khách có thể rộng, phòng bếp có thể lớn, nhưng tuyệt đối không để phòng ngủ quá rộng. Nghèo khó không đi đường dài. Nửa phía sau của câu nói khá đơn giản, hầu hết mọi người đều có thể đoán ra, đó là nhà nghèo không nên đi xa. Có hai lý do, đó là: lý do thứ nhất, các phương tiện đi lại thời xưa kém phát triển và chủ yếu là xe ngựa. Thời nay, chỉ cần mất một ngày để từ đường xa, nhưng đi xe ngựa thì phải mất cả tháng ròng. Vì vậy mà việc đi lại bằng xe ngựa cũng sẽ khá tốn chi phí. Những người không có tiền thường chọn đi bộ, nhưng nghèo thì lương thực không đủ cho chuyến đi dài. Bởi vậy nên rất dễ chết đói, bệnh tật, mất mạng nơi xứ người. Cổ nhân có câu lá rụng về cội. Nếu như bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thì thực sự quá đáng thương và bất hạnh. Do đó, nếu chưa có đủ điều kiện thì không nên đi tới một nơi xa. Lý do thứ hai, thời xưa chiến tranh loạn lạc, thiên tai xảy ra thường xuyên, y học chưa phát triển. Nếu không có tiền thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vì đói rét, bệnh tật, huống chi là đi đâu xa. Những câu nói của các cổ nhân thường phản ánh kinh nghiệm, cũng như là lời răn dạy của họ cho con cháu. Đó là lý do tại sao trải qua hàng ngàn năm, hầu hết những câu nói của người xưa vẫn được truyền lại cho tới thế hệ sau này. Cha mẹ thường xuyên nói điều này với con, bé lớn lên chắc chắn tự tin thành tài. Kính thưa quý vị, nếu cha mẹ thường xuyên nói những lời này với con, chắc chắn lớn lên bé sẽ rất thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Lâu nay thế hệ chúng ta thường được giáo dục bằng đòn roi với quan điểm thương cho roi cho vọt, nhưng hậu quả của việc thương này là nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự tự ti, lo sợ và mặc cảm. Chúng không dám tự tin thể hiện cái tôi, bày tỏ quan điểm cũng như là chính kiến của mình. Chính vì vậy, nhiều chương trình giáo dục hiện đại đang mạnh mẽ khuyến khích các bậc phụ huynh bỏ lối giáo dục bạo lực và thay vào đó là những lời khích lệ giúp con tự tin hơn. Dưới đây là ba lời cha mẹ nên thường xuyên nói với con, được các chuyên gia khuyên áp dụng. Đầu tiên,
mẹ tin con có thể làm được. Ô, con không thể lấy nó, để mẹ làm cho. Đừng sửa, đó là một mớ hỗn độn, hãy để cha sửa cho con sau. Đó là những câu nói phổ biến trong các gia đình. Cha mẹ thường đánh giá thấp khả năng của con. Họ luôn nghĩ rằng đứa trẻ không thể làm điều đó. Trên thực tế, trẻ mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bố mẹ cần học cách đặt niềm tin vào con và cho trẻ cơ hội. Đừng luôn để trẻ học, học chỉ học và không biết chút kỹ năng nào trong cuộc sống. Trong tương lai, trẻ sẽ không thể trưởng thành được. Bố mẹ tin rằng con có thể làm được. Sức hấp dẫn của câu nói này chính là nó có thể xây dựng sự tự tin ở trẻ và có thể rèn luyện khả năng của trẻ. Thường nói điều này với trẻ, trẻ sẽ trở nên tự tin, bình tĩnh và sẽ làm mọi việc trong cuộc sống tốt hơn. Bé sẽ mạnh mẽ hơn và con bạn sẽ trở thành một người dám thử, dám mạo hiểm. Những người như vậy sẽ làm việc chăm chỉ để sống một đời hạnh phúc. Thứ hai, mẹ và bố sẽ luôn ủng hộ con. Con đường là sự lựa chọn của riêng con. Bố mẹ sẽ không quan tâm con thất bại như thế nào. Nếu con làm điều này, đừng hối tiếc trong tương lai. Vì con đã chọn, đừng tìm bố mẹ để khóc trong tương lai. Bạn thường nói với con trẻ những điều này. Thực tế, sự lựa chọn của chúng ta khác với thế hệ của cha mẹ chúng ta. Trước đây, cha mẹ thường nói với chúng ta những điều như vậy. Một sinh viên đại học lớn lên trong một môi trường như vậy, từ nhỏ tới lớn, mẹ đã đưa ra lựa chọn cho anh ta. Sau đó, ngay cả chuyện lấy vợ cũng là lựa chọn của mẹ anh. Anh buộc phải chia tay bạn gái thời đại học vì mẹ anh lo sợ rằng cô ấy ở quá xa và anh sẽ khổ. Cha mẹ cần biết rằng trẻ cũng có cuộc sống và ý tưởng của riêng mình. Chúng ta không thể luôn giữ những ý tưởng và lòng hiếu thảo của riêng mình để kiềm chế con cái và can thiệp vào cuộc sống của chúng. Nếu chúng ta chỉ muốn con cái lắng nghe sự sắp xếp của chúng ta, tại sao chúng ta lại đưa con đến thế giới này? Trao cuộc sống và lựa chọn cho các con, miễn là chúng không vi phạm pháp luật. Đứa trẻ nên có cuộc sống của riêng mình và có sự lựa chọn của riêng mình. Cha mẹ nên theo dõi con lớn lên từ từ và âm thầm hỗ trợ con từ phía sau. Thứ ba, bất kể như thế nào, cha mẹ luôn yêu thương con. Nếu con không nghe, con đừng làm con mẹ nữa. Nếu con còn khóc, mẹ sẽ không yêu con như em con nữa đâu. Có lẽ tất cả chúng ta lớn lên đều trải qua cảm giác sợ hãi khi mà nghe những lời quát mắng như vậy. Để có được tình yêu của mẹ, con phải là một đứa trẻ ngoan, con sợ rằng mẹ không yêu mình nữa. Cha mẹ nói ra những lời này với con bởi họ quá tức giận với sự nghịch ngợm của bé. Nhưng họ không biết chính lúc đó con họ sẽ tin rằng chúng thực sự sẽ không được mẹ yêu thương nữa, và rồi trái tim trẻ sẽ trở nên thận trọng và nhạy cảm hơn. Vì vậy là cha mẹ, bạn nên cho con bạn đủ an toàn và tin vào tình yêu thương của cha mẹ, để con hiểu rằng dù con giỏi hay kém cỏi, con vẫn là con của bố mẹ và bố mẹ sẽ yêu thương con vô điều kiện.